Paris Saint-Germain sẽ là đội giao bóng và trận đấu được bắt đầu. 1-2 và đây là trò chơi chuyền bóng nhỏ giữa hai người. Đỗ Hùng Dũng. Hoàng Đức. Cristiano Ronaldo. Pha ngăn chặn tuyệt vời. Phạt góc nguy hiểm dành cho Manchester United. Đối thủ phòng ngự rất tốt và họ đã mất quyền kiểm soát bóng. Khi biết căng ngang, anh ấy đã cứu được một bàn thua trông thấy. Nguy hiểm. Thật nguy hiểm, anh ấy đã để mất bóng. Và thủ môn, anh ấy đã có được bóng. Cơ hội. Đường chuyền quá thông minh. Anh ấy đã ghi bàn. Vào. Anh sẽ không bao giờ tin được là cầu thủ này có thể hiện một pha dứt điểm đẹp như vậy đâu anh Tùng à. Không thể tin được. Đó là một pha cứa lòng xuất sắc nhất mà tôi từng được chứng kiến. Và Manchester United đang là đội dẫn trước. Hùng Dũng. Michael Ballack. Như Thành. Hoàng Đức. Vâng, đó là một đường chuyền thông minh cho đồng đội. Luka Modric. Joshua Kimmich. Đường chuyền xuất sắc. Căng bóng vào đi. Vâng, bóng bay thẳng về phía thủ môn. Joshua Kimmich. Đây rồi. Vũ Như Thành. Một pha cản phá tốt từ thủ môn. Cần phải tắt ngay. Đá phạt cho Manchester United. Khalidou Koulibaly. Michael Ballack. Chỉ cần một cú tấn bóng để qua đó. Tăng tốc. Vào rồi, thật tuyệt vời. Đó là một pha cứa lòng tuyệt vời của cầu thủ. Vâng, đúng vậy, đó là một pha dứt điểm đẹp mắt, bóng bay vào góc xa khung thành. Tỷ số được đưa lên 2-0. Có cơ hội ngay bây giờ. Anh ta đã bắt được bóng. Thủ môn đã làm tốt công việc của mình. Thời gian bù giờ sẽ là 2 phút. Tiến lên đi. Cơ hội nguy hiểm cho MU. Vào. Vâng, cảm hứng cá nhân anh Quang Tùng.
Vâng, bạn không nghĩ rằng anh ta có nhiều không gian để xử lý hay thời gian với quá nhiều hậu vệ xung quanh mình, nhưng điều đó không ngăn cản được anh ta ghi bàn. Tôi phải nói rằng đó là trận đấu một chiều, nhưng tất cả sự tin tưởng của đội bóng đều dồn vào các bàn thắng. Ronaldinho. Hiệp 1 đã kết thúc. Còn hiệp 2 trước mắt chúng ta, nhưng nhiều người có thể nghĩ rằng trận đấu có lẽ đã an bài sang hiệp 1. Hiếm khi có một trận đấu với thế trận một chiều như vậy. Hoàng Đức. Ivan Rakitic. Luka Modric. Kingsley Coman. Bùi Tiến Dũng. Ronaldinho. Michael Ballack. Một pha phất cờ rất tự tin của trọng tài biên. Ông ta cho rằng tình huống đó là việt vị. Lê Huỳnh Đức. Kingsley Coman. Demien Ramu. Một pha ném biên rất nhanh. Anh ấy có thể sút. Vào. Bàn thắng được ghi cho Paris Saint-Germain. Vẫn còn cơ hội cho đội bóng. 3-1 là tỷ số hiện tại. Lê Huỳnh Đức. Nguyễn Hoàng Đức. Qua người rất hay. À, anh ấy đã bỏ lỡ mục tiêu. Luka Modric. Joshua Kimmich. Lê Huỳnh Đức. Ronaldo. Ronaldinho. Hậu vệ đã giơ chân chặn nó. Kingsley Coman. Rất tốt. Một pha đột phá rất tốt. Anh ấy đã cướp được bóng. Ronaldinho. Thomas Müller. Và anh ấy đã lấy được bóng sau pha sút bóng tốt. Ronaldo. Sút đi. Tuyệt vời. Trọng tài đã cho hưởng lợi thế. Vẫn đang đưa bóng về phía trước. Và trọng tài cho rằng đó là quả phát bóng lên. Ivan Rakitic.
Cầu thủ của Juventus vừa thực hiện một pha phạm lỗi. Phải có thẻ vàng. Hiện tại chỉ còn đúng 3 phút để đội bóng ghi bàn. Rất nhiều đường chuyền. Đó là cách mà người ấy lấy được bóng rất tốt. 2 phút bù giờ cho những nỗ lực của hai đội. Đây rồi.